Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kiện nguyên 4.0". Hội nghị được kết nối trực tiếp tới các điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Thị Kim Biến chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Đây là diễn đàn quan trọng có ý nghĩa để chính phủ, thủ tướng chính phủ lắng nghe chia sẻ những tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, các vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng đất nước, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước và cá nhân thủ tướng chính phủ với thanh niên, vì sự phát triển thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỳ nguyên 4.0 các đoàn viên thanh niên đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến ba nhóm vấn đề giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đã vẫn yêu cầu kỷ nguyên 4.0, rèn đàn luyện thể chất nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dịp này thủ tướng chính phủ đã tặng hoa chúc mừng đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng quà cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2022.